Shop nick tự động, Sỹ Kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chưa thấy ai cả anh em ạ. Vắng quá, mệt mỏi thật. Công nhận là cái việc kiếm người thôi mà nó cũng mệt mỏi quá cơ mọi người ơi. Đào đâu ra người bây giờ ta? Chưa thấy ai cả các bạn ơi. À đủ. Nên chắc là mình sẽ chạy lại gần hơn nữa nhá. Đây, chạy lại vào đây. Nó vừa hiện một cái ký hiệu vớ vẩn này anh em này. Đấy anh em thấy chưa? Có những cái mũi tên đỏ bất chợt nhưng mà mình tìm lại không thấy người đấy. Đi anh em ơi. Let's go luôn thôi nào. Ôi thằng nào bắn mình vậy? Có người hả? Có người hả? Ôi nó xấy mình này. Ôi nó chỉ xấy mình thôi các bạn ơi. Phần này hơi căng nhá. Còn máu đã. Ôi gắt vậy. Ok cục rồi. Mình không có bom keo này thì không cứu được bạn kia anh em ạ. Nó có giảm thanh nhá, ngay phía này thôi. Ngay phía góc nhà nha anh em. Không có bom keo, sao cứu đây? Chắc là cứu được các bạn ơi. Ok đây, chắc là cứu nha em ạ. Tầm này thì cứu được nhé. Rồi. Chạy qua đây à? Chạy qua đây à? Làm sao? Ý chú làm sao? Ý chú làm sao cơ? Đây vứt máu cho đồng đội anh em ạ. Mình qua coi. Ý chú muốn làm sao? Nào. Làm gì mà căng? Uầy, bây giờ còn người nữa hả? Ghê vậy. Đâu người lắm anh em ơi. Mà nó lại ghê quá ta. Đây đứng tạm ở đây anh em ạ. Có một đứa thôi mà sao vẫn ghê quá ta. Ôi ai còn máu không cho anh ít nào. Ai còn máu không cho anh ít nào. Ok ok anh xin. Tôi đang chuẩn bị chạy qua à? À ok ok, một đứa trước tầng 2 nhá. Nhảy xuống luôn rồi. Ok ok. Nó cũng nhảy xuống luôn rồi. Bây giờ xới bom keo thì hơi bị phí đạn. Quan luôn quan luôn. Quan luôn mấy đứa ơi. Qua luôn chơi luôn nhé nào. Ok này. Nốc từ nhé nào. Xấy luôn nào. Wait, xấy luôn nào. Xong. Nó bật nó đốt lửa sưởi ấm anh em ạ. Tưởng sao cơ mấy cái đứa này rơm rơm thế à? Mấy cái đứa rơm rơm này dám chơi team của Kẹo thì đâu có dễ đâu. Vứt bớt đạn súng trượt anh em ạ. Chúng ta sẽ lượm thêm đạn súng tiểu liên nhá. Đó. Còn máu thôi. Có hai đứa mà nó sấy team. Ok ok. Đây lại có thêm được đạn tiểu liên này. À mình sẽ vứt đạn xuống trượt nữa đi. Chủ yếu là mình sấy bằng MP40 là chính mọi người ạ. Thế thôi. Vâng như vậy là chỉ còn lại bao nhiêu đây anh em ơi? 12-9, à đâu 12-3 còn 9. Còn lại 9 người chơi nữa. Tầm này là 2-3 team gì đấy anh em ạ. Ok ok. Không biết còn có cái dịch không, phóng lựu hả? Một bạn chơi phóng lựu thôi. Có bạn nào chơi không? Ok. Không chơi rồi nên thôi. Chuyện là mình chơi quen MP40 hơn đấy. Phóng lựu thì mình chơi không ngon lắm. Đi thôi các bạn ơi. Thêm đạn súng tiểu liên này. Let's go nào. Cố gắng săn mạng. Vâng, hiện tại thì mình chưa thấy thêm một ai nữa cả này. Với lại chỉ có đúng một cái quả bóng keo thôi. Thế này thì tìm đâu được ra người hả các bạn ơi? Có lẽ mình nên thử vào UAV coi. Qua đây các bạn ạ. Xem có ai không. UAV nó chạy nhanh quá, chạy lên phía trên luôn rồi. Đây có mỗi cái giáp 2 này cũng được. Bên trên có tính nha mấy đứa, 165 nhá. Chủ yếu là qua thính để xem có người không thôi anh em. À, có người. Đứa nào chơi giảm thanh đấy. Bên này. Anh thấy rồi. Đây hả? Ui, nó một team hả? Có vẻ căng. Căng rồi. Mới hết đạn, mới hết máu rồi nha, Hết máu rồi, chơi pha này hơi khoai này. Hết máu rồi. Có mỗi 40 máu anh em ơi. Hơi gắt, hình như là có một team đã đến đây. Có máu không em? Ok, đây xin. Có một team ngay team sau chỗ nó nữa em ơi. Từ em ơi. Đã có người đấy. Đứng lại. Đã xong. Quần máu cho full đã mọi người ạ. Có một team có giảm thanh em ạ. Đứng gọi lại đi em. Cứ đứng gọi lại đi em, anh thấy team nào nó sấy đấy. Mãi trên, đây, để lên trên. Ở trên em ạ. Được rồi. Anh thấy chúng nó nhá. Làm sao? Nguyên một team em ạ. Ok, nó một này. Làm sao? Lên bản điểm số này. Hai đứa góc chân này. Ok, nó lên nhé. Làm sao bạn ơi? Xong, clear on team. Từ đã anh em ơi, bây giờ là mình của mình kiếm thêm máu đã. Không có máu sao chơi, cứ lượm full máu đã nào. Bom keo cũng vậy. Của máu đã. Nhanh của chạy bon nữa anh em ơi. Đậm đại cái 33 này. Super đồ luôn, có bao nhiêu đồ lượng mấy đấy đồ luôn. Cứ lượm thêm máu cho chắc ăn các bạn ạ. Ngắm một ít các kiểu này. Đạn súng trường cũng khá là cần thiết đấy chứ. Ok, 10 tiếng máu rồi, đi thôi. Nhanh thôi anh em ơi. Bây giờ là còn lại 3 mạng nữa hả? Mình còn chưa kịp bơm full máu nữa cơ. Giờ mà kẻ địch đến nó sấy cho thì xanh mộ này. Không sao cả. Rất là hên. Mình vẫn đang còn sống anh em ạ. Đội bên kia nhá, đội bên kia thấy luôn 3 đứa rồi. Em ơi, bên kia có ngay 3 đứa nhá. Thế ngồi tạm đây cái đã. Ngay đồi phía nào với cam nhà em, 3 đứa cùng một team với nhau luôn. Nãy mình không có lượm giảm thanh. Bây giờ đứng gọn lại là ok. Đây rồi này làm gì nhau. Chạy đi các em ơi. Anh hạ luôn một đứa này nhá. Làm sao? Ok, hạ luôn rồi. Giết là phải giết luôn em ạ. Ui, nó sấy này. Làm gì mà căng hả anh em ơi. Một đứa ngay phía trên, một đứa dưới bom keo nha em. Đứa phía dưới bom keo nó vẫn đang đứng ở đấy thôi. Đây này. Phía dưới bom keo này. Nốc luôn rồi nhé. Lên mảng đánh số này. Ok. Bây giờ là còn lại một đứa ngay phía 330. Và bo cái đã anh em ạ. Ủa đâu vậy em? Thế nó sẽ hả? Có bao nhiêu đây ta? Kẹo không thấy anh em ạ. Thế để mình xuống dưới coi. À thế rồi. Tưởng gì hướng nào cơ đây à? Đây hả? Yes. Xong, nhân giống. Tốt một các bạn ơi. Ngon lành. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Ok, mình đã có được 9 kill top 1 ở trong ván đấu này nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.